sau vị trí top 21 của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020, Á hậu Kim Duyên sẽ là cô gái tiếp theo đại diện cho Việt Nam chinh chiến cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh vào cuối năm nay. Trong suốt thời gian qua, nàng hậu đã chăm chỉ tập luyện thể thao để có được thân hình quyến rũ, cũng như nâng cao khả năng ứng xử với các chuyên gia có kinh nghiệm, sẵn sàng chiến đấu hết mình, bảo vệ thành tích mà các đại diện trước đã làm được. Giữa lúc nàng hậu sinh năm 1996 đang trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu tại Miss Universe, thì cư dân mạng Thái Lan liền bình luận rôm rã ngay bên dưới bộ ảnh của Kim Duyên. Cụ thể, fan sắc đẹp Thái Lan lên tiếng rằng Kim Duyên rất có nét giống với hoa hậu hoàng vũ nước họ Amanda Updam. Ngay sau đó, cuộc chiến kịch liệt diễn ra giữa Việt Nam và Thái Lan về chủ đề này nổ ra trên mạng xã hội. Cư dân mạng Thái Lan cho rằng đường nét gương mặt sống mũi của Kim Duyên khiến họ liên tưởng ngay đến người đẹp Amanda. Hơn nữa, biểu cảm gương mặt đại diện Việt Nam và nàng hậu Thái Lan khi chụp ảnh cũng không khác nhau là mấy. Amanda phiên bản nâng cấp, giống hệt Amanda, nhìn giống Amanda quá. Số bình luận dưới bài viết của Kim Duyên. Ngay lập tức, cộng đồng mạng Việt Nam không nhường nhịn mà liền vào phản bác, đồng thời khẳng định Kim Duyên sở hữu nét riêng của mình, không phải bản sao của bất kỳ ai, lại càng không giống Amanda. Đồng thời, người hâm mộ cũng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc mặn mà của Kim Duyên, đánh giá thần thái biểu cảm của cô rất thu hút. Không chỉ có vậy, nhiều khán giả đặt lòng tin ở Kim Duyên tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh vào cuối năm nay. Được biết, hiện tại Kim Duyên đang cố gắng tập luyện và nỗ lực hết mình để chiến đấu tại Miss Universe. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục khoe ảnh với body rực lửa khiến dân tình mê mẩn. Nàng Á hậu là một trong những người đẹp Việt được đánh giá catwalk ổn trên sân khấu. Hơn thế, Kim Duyên còn là trò cưng của Võ Hoàng Yến, được siêu mẫu dẫn dắt tận tình nên kỹ năng trình diễn sân khấu của cô nàng là không phải dạng vừa. Thời gian gần đây, Á hậu Kim Duyên liên tục gửi đến khán giả những bộ ảnh mới, thể hiện sự thay đổi về hình ảnh sau hơn một năm đăng quang. Trên trang Facebook cá nhân, chiến binh của Việt Nam tại Miss Universe 2021 chia sẻ: Duyên cảm thấy hạnh phúc khi nhận được rất nhiều tình yêu, sự quan tâm và kỳ vọng của tất cả mọi người. Nên Duyên hiểu được rằng bản thân đã thật sự bắt đầu bước vào cuộc chiến khốc liệt nhất sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Duyên hứa sẽ cố gắng 1000% và bằng tất cả sự tự hào dân tộc để chiến đấu, duy trì chuỗi thành tích mà Việt Nam đã đạt được tại Miss Universe những năm qua. Hiện Á hậu Kim Duyên cho biết vẫn đang trong giai đoạn siết cơ cho vóc dáng hoàn hảo hơn. Bên cạnh đó, cô cũng bước vào giai đoạn tập luyện với các chuyên gia nổi tiếng về những kỹ năng như trình diễn, ứng xử tiếng Anh. Chúng ta có quyền đặt niềm tin vào ekip của Kim Duyên sẽ giúp cô tỏa sáng tại đấu trường Miss Universe 2021. Miss Universe Organization đang đàm phán để tổ chức cuộc thi ở Costa Rica. Được biết, Kim Duyên đạt danh hiệu Á hậu 1, Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2019, từng đạt thành tích top 10 Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, Hoa khôi sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau cùng, khán giả Việt Nam vẫn một lòng ủng hộ Kim Duyên, nàng hậu còn được đặt kỳ vọng sẽ phục thù cho Khánh Vân vì bị so sánh với Hoa hậu Hoàng Vũ Thái Lan Amanda Updam không phải là trở ngại đối với Kim Duyên. Để công bằng, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy bình luận ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tổ chức Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.